Con người chúng ta đều muốn duy trì được vẻ trẻ trung càng lâu càng tốt, nhưng không ai tránh được quá trình lão hóa. Thực ra thì cơ thể chúng ta lão hóa như thế nào và tại sao chúng ta lại già đi theo thời gian? Đó là những câu hỏi không phải ai cũng biết rõ câu trả lời. Và chúng ta hãy cùng tìm lời giải cho câu hỏi này và biết đâu trong hành trình tìm ra câu trả lời, chúng ta sẽ biết được cách để trì hoãn quá trình không ai mong muốn này. Trong mỗi tế bào của cơ thể chúng ta, những sản phẩm tiêu hóa với sự giúp đỡ của oxy đều được chuyển thành năng lượng cần thiết cho sự sống. Nhưng đồng thời, những phản ứng hóa học thiết yếu đó cũng phóng ra những nguyên tử oxy độc lập không ổn định, thường được gọi là gốc tự do, có thể gây tổn hại tới các ADN. Mỗi ngày, mỗi tế bào của chúng ta bị tấn công bởi tới 30.000 gốc tự do. Theo các nhà khoa học, những tổn hại sẽ tích tụ lại và dần dần làm cho tế bào mất dần các chức năng vốn có, và thế là chúng ta già đi. Như vậy, lão hóa chính là một phụ phẩm của các quá trình sinh hóa trong cơ thể. Cơ thể của chúng ta dần dần phá hủy chính nó. Mỗi tế bào giống như một nhà máy hóa học thu nhỏ, sản xuất ra một lượng chất thải có hại. Đây là một phân tử ADN. Một axit deoxyribonucleic là viên gạch tạo nên sự sống. Tuy nhiên, không may là phân tử này lại không ổn định lắm. Giáo sư hóa học Thomas Karen đến từ Đại học Munich giải thích như sau. Phân tử này cũng sẽ phân hủy theo cách mà các chất dẻo hay mọi thứ khác phân hủy. Sau 2 hay 3 năm, miếng nhựa này sẽ không còn có màu vàng đẹp như thế này nữa. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với ADN. Sau một thời gian, nó dần dần sẽ bị thoái hóa đi. Với những sự tấn công vào ADN quyết liệt như vậy, đáng nhẽ ra chúng ta phải già đi rất nhanh. Thế nhưng quá trình này lại diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài, tới vài chục năm. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm trong các enzyme đặc biệt gắn với các ADN và giúp chúng phục hồi lại. Những enzyme này không ngừng sửa chữa thay thế các phần bị hỏng trên các phân tử. Ta có thể thấy rõ hiệu quả của chúng trên các loại thực vật. Các tế bào của thực vật luôn tiếp xúc trực tiếp với tia tử ngoại, nhưng chính enzyme của chúng đã chữa lành mọi tổn hại. Những loại enzyme tương tự cũng đóng một vai trò quan trọng như vậy trong cơ thể con người. Em bé này bị mắc chứng bệnh progeria, một căn bệnh lão hóa sớm làm cho em trông già trước cả khi đến tuổi trưởng thành. Quá trình lão hóa sớm này bị gây ra bởi một khiếm khuyết về gen, khiến cho các tổn hại của ADN trong cơ thể không thể được sửa chữa và hồi phục.